Aura chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của HB Nguyễn Những Loài Sống Dưới Nước. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một loài cá có tên là cá phi phụng. Hiện nay, cá phi phụng là loài được nuôi làm cảnh phổ biến, bởi vẻ đẹp độc đáo của cá không những giúp bể cá cảnh nhà bạn thêm sống động. Hơn nữa, cá phi phụng có công dụng rất tốt, giữ bể cá luôn được sạch sẽ. Loài cá này cũng không đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật nuôi, bạn chỉ cần chú ý một vài điều sau để cá phát triển được khỏe mạnh. Dòng cá phi phụng không lấp lánh nhưng lại có vẻ đẹp rất riêng. Nhiều người nuôi cá phi phụng không chỉ để làm đẹp mà còn để thu hút tài lộc. Nguồn gốc về cá phi phụng. Cá phi phụng có tên khoa học là Semaprochiloyu incini và tên tiếng Anh của loài cá này Kishinrochiloyu hoặc Silverrochiloyu. Cá phi phụng được tìm thấy nhiều nhất ở vùng lưu vực sông Amazon, khu vực Nam Phi. Chúng thuộc bộ cá chép mỡ. Cá phi phụng là dòng cá cảnh có kích thước trung bình. Thông thường, một chú cá phi phụng có chiều dài dao động trong khoảng 25-30cm. Cá phi phụng được biết đến là loại cá dùng để nuôi chung với cá rồng. Cá la hán giúp bể cá thêm sinh động và chúng có sở thích dọn bể. Cá phi phụng chủ yếu hoạt động ở tầng nước giữa và đáy. Nhiệt độ thích hợp cho cá từ 22-27°C, độ pH từ 5.5-7.2. Bên cạnh yếu tố nguồn nước, yếu tố trang trí không gian sống cho cá cũng cần chú ý. Thức ăn cho cá phi phụng. Cá phi phụng là dòng cá chuyên ăn thực vật. Chúng là một trong những loài cá cảnh được nuôi làm đẹp và dọn vệ sinh cho bể cá. Thức ăn của cá phi phụng thường là các loại rêu, tảo biển, thức ăn khô có chứa thành phần tảo biển, rau và các thực phẩm khác nghiền nhỏ. Nếu như bạn là người bận rộn, các bạn nên mua thức ăn dạng hạt có bán sẵn tại các cửa hàng cá cảnh. Đối với cá nhỏ, nên cho cá ăn một ngày hai bữa. Đối với dòng cá trưởng thành, các bạn nên cho ăn một bữa vào buổi sáng, nên cho lượng thức ăn vừa phải, tránh để thừa quá nhiều. Như vậy sẽ dễ dẫn đến thiếu oxy cho cá và gây ô nhiễm môi trường nước. Sinh sản ở cá phi phụng. Trong tự nhiên, cá phi phụng là dòng cá di cư khi đến mùa sinh sản. Chúng di cư đến các vùng sông để đẻ trứng, sau đó chúng lại quay lại vùng nước ngập mặn để sinh sống. Cá phi phụng sinh sản theo hình thức đẻ trứng, con cái đẻ trứng còn được theo sau để thụ tinh cho trứng. Cá phi phụng là dòng cá không có tập tính bảo vệ trứng sau sinh sản. Cá bệnh thường gặp ở cá phi phụng. Bất cứ loài cá nào, khi nuôi trong môi trường nước không được đảm bảo vệ sinh, chúng rất dễ mắc một số chứng bệnh dễ dẫn đến tử vong. Dưới đây là một số bệnh cá phi phụng thường gặp: bông vẫy, nấm vây, mắt lờ đờ, bỏ ăn, nấm vẫy, đuôi bị rách. Để giảm đi những tình trạng này, khi thay nước nên cho một chút muối vào nước, thường xuyên làm sạch bể cá, tránh để thức ăn lưu trữ lâu trong bể. Đối với những trường hợp cá bị mắc bệnh, các bạn nên cách ly cá ra một chậu. Cá phi phụng có thể nuôi chung với cá gì? Cá phi phụng rất ít khi được nuôi riêng lẻ. Chúng thường được nuôi kết hợp chung với cá rồng, cá hồng két, cá hổ hoặc cá la hán. Bởi vì những loài cá này có thể sống hòa thuận và môi trường sống tương đồng với nhau. Mua cá phi phụng ở đâu? Các bạn có thể đến bất cứ cửa tiệm chuyên bán cá cảnh nào trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và Việt Nam nói riêng để tìm mua chúng. Cá phi phụng giá bao nhiêu tiền một con? Cá phi phụng là một dòng cá có giá trị thương mại vô cùng cao. Để sở hữu một chú cá phi phụng đẹp, các bạn phải chi tới 200-800.000 đồng mỗi con. Tùy kích cỡ và còn tùy theo nơi bán. Để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về những loài cá cảnh khác, các bạn đừng bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng tôi. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo về các video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh HB Nguyễn trong thời gian qua và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.